Cùng uống rượu mặn với lại ông Sáp. Ừ. Rồi, dạ. Một hồi cái nó ở con nè. Bởi vì mình là nông dân hay lúa, đối với người ta là người ta quá vĩ đại, khoa học mà, dạ, đâu có dám chê. Dạ. Nhưng mà Sáu khẳng định một cái, có những cái khoa học chưa dám nghĩ, chưa dám làm. Dạ. Mà Sáu dám nghĩ, dám làm. Dạ, con đồng ý hơn. Cho nên cái nghiên cứu thì những gì đúng hôm qua có thể không đúng hôm nay. Những gì đúng hôm nay có thể không đúng ngày mai. Mà những gì đúng ngày mai có thể không đúng hôm nay. Đừng sợ thay đổi đi đến mục đích. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì cô bác quý anh chị cũng đã từng biết những cái loại rượu của miền Tây như là rượu sim ở Phú Quốc hay là rượu dừa ở tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay Bùi Hồ muốn giới thiệu cho cô bác quý anh chị một loại rượu rất là đặc biệt mà mang một cái hương vị rất là thơm ngon, đặc biệt 100% từ trái cây. Đó là rượu mặn Sáu Tia. Thì rượu mặn này được chiết xuất và làm như thế nào, và trong cái gian hàng rượu mặn này nó có những cái gì đặc biệt, thì xin mời cô bác quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ để tìm đến cái cửa hàng trưng bày nơi sản xuất rượu mặn Sáu Tia rất là nổi tiếng trong thời gian gần đây và đặc biệt là cực kỳ mới lạ. Thì hôm nay đây là cái gian hàng trưng bày của nhà ông Sáu. Thì chúng ta thấy đầy rẫy hai bên, đó là những cái câu biểu ngữ, những cái câu châm ngôn, những cái câu mà tự khuyên mình của ông Sáu, và đây là gian hàng rượu của ông và những cái giấy chứng nhận rất là nhiều. Thì chút xíu nữa Bùi Hồ sẽ tâm sự với ông Sáu về cái cách làm rượu mặn và cái ý tưởng làm rượu mặn như thế nào, và sau đó là sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem những cái câu như thế này. Bây giờ gặp ông Sáu mới được. Bước vào cửa hàng thì ở đằng kia nó có hai trái mận, một cây trái màu đỏ với một trái màu xanh. Dạ, con chào ông Sáu. Chào con. Dạ ông Sáu, đây là cái cửa hàng trưng bày, đây là cái những cái mà cho khách mình thưởng thức không Sáu? Mình thử. Dạ. Thứ nhất là thử trái cây, thứ hai nữa là thử rượu, từ trái mận nó thành rượu. Dạ. Cho con thưởng thức một cái miếng rượu mặn ông Sáu để dạ. Dạ. Cô bác quý anh chị, thì đây là rượu van mặn nè. 750 ml, nồng độ của nó là 17 độ. Còn bên đây là rượu mặn, giống như rượu gạo hỗ trợ tiêu hóa nè. Đặc sản Cần Thơ. Ở đây thì có uống thử miễn phí. Nhờ ông Sáu ông đem cho Bùi Hồ một cái ly như thế này. Tại vì Bùi Hồ không có biết về cái đồ của ông Sáu để, nhưng nhờ ông Sáu lấy ra một cái ly nhỏ như thế này để uống rượu thử cái vị của cái rượu nó như thế nào. Có cái hộp. Ồ, hành trái mận. Hành trái mận. Dạ. Rồi thả vô cái hộp. Đẹp quá. Bây giờ thì mình sẽ quan sát trước đi, rồi sau đó là mình sẽ hỏi ông Sáu sao. Ở nó hình một trái mận rất là nằm bộ, rất là im và yếu. Đây là một cái quà hay ông Sáu ha? Và yếu, có cái hộp gì. Dạ. Đã hình ở trên cái bao bì này là một cái cây cầu Cần Thơ. Ở trong này thì một cái, đây là một cái trái mận ở bên ngoài, và sâu bên trong đó là một cái trái mận. Nó có một trái mận nhỏ với một cái trái mận to. Trái mận nhỏ này treo theo để mà cũng có thể gót rượu được nè. Còn trái mận to trong này là có rượu. Cái dung tích của ở đây là bao nhiêu không? 600 ml. Dạ, 600. Rồi sao có cái mẫu này nữa, mẫu chai. Dạ, còn cái này là mẫu chai. Cái này là cái hộp của chỗ này. Dạ, cái này là cái hộp của cái này. Cái hộp của cái cây này. Dạ. Còn cái này là cái mẫu trái cây. Mẫu trái mận. Cái hai cái nồng độ nó giống nhau. Nồng độ giống nhau. Dạ, là nó hình như con thấy. Nhưng mà đầu tiên chú Sáu định rượu này là 25 độ. Còn dạ, thằng này á là 17 độ. Dạ, Sáu ngồi đi. Dạ. 17 độ. Nhưng mà bây giờ làm 25 không kịp. Nó vô 30 độ, vô 25 luôn. Mình nổ. Cái này là 25 độ hay sao? Nó 25 chứ còn nó là 30. Dạ. Nếu như mà độ càng nhiều thì mình sẽ bị chiết xuất ra ít nước hơn. Ít nước. Dạ. Ít nước. Nhưng còn mà giờ làm 25 không kịp, thôi để vô 30 bán luôn. Có nghe ai mua này mua này mua. Dạ. Cái này khi mà một cái quả mặn như thế này có rượu như thế này là dung tích nó là bao nhiêu sao? Dung tích là 600 ml. 600 ml. Còn chai lớn. Cái chai này là 750 ml. Dạ.
một cái như thế này, sản phẩm của mình như thế này là đóng hộp luôn như thế này là bao nhiêu tiền sao? Cái này đóng hộp nếu mình không bán mà không xuất hóa đơn là 280. Dạ. Còn siêu thị nó bán là 380. Ồ. Cảng hàng không Cần Thơ bán 460. Ồ. Mường Thanh Cần Thơ bán 450. À. Chợ nổi Cái Răng bán 400. Tại vì những cái chi nhánh đó là ông Sáu bỏ hết. À, bỏ hết. Dạ. Rồi bây giờ trong tương lai là bỏ hết cảng hàng không quốc gia. Bây giờ có ở Tân Sơn Nhất vô đây sẽ lấy hết, bị bỏ cảng hàng không Cần Thơ lâu lắm rồi. Ở dưới nó bán chạy lắm luôn. Mỗi một ngày ông Sáu là chiết xuất ra được bao nhiêu lít rượu? Một ngày chú Sáu nấu một năm chừng khoảng 2.000 lít. Dạ. Nhưng mà trong 2.000 lít đó nếu ví dụ mà cái thị trường nó thiếu nữa thì Sáu nấu 4.000 lít vẫn được, mà 6.000 lít cũng vẫn được, 10.000 lít cũng vẫn được. Ồ. Có nghĩa là mình tăng cái lò mình lớn lên. Dạ. Hai một lò làm hai lò hoặc ba lò, bốn lò. Dạ. Làm lên. Là ở nhà mình làm hay là có công ở nhân? Ở nhà Sáu hồi đó thì Sáu làm mình lên. Không có công nhân gì hết hả ông Sáu? Không có công nhân. Ồ. Có nghĩa là trong thời gian mình làm mình nghiên cứu. Dạ. Cho nên bây giờ mình không có cần ai hết. Dạ. Bây giờ tới chừng thành công như vậy rồi thì bây giờ có nhà phân phối. Đầu tiên mình làm thì mình đi phân phối, mình đi nói mình chuyện. Mình tìm thị trường. À, mình tìm thị trường. Dạ. Bởi vì chuyện đó là chuyện của mình. Dạ. Còn nếu bây giờ mình đã thành công rồi, được rồi thì mình nhường lại cái thị trường cho người ta làm. Bắt đầu người ta tìm là ngược lại mình. Ngược lại mình. Dạ. Thì giao cho người ta phân phối, mình cung cấp. Oh. Còn chai này là 300ml. Dạ. Có nghĩa là mình làm đủ cỡ, nếu ai có tiền nặng hoặc là tiền mà đi mua quà biếu thì thằng này. Dạ. Còn nếu uống thông dụng thằng này, còn nếu nhỏ nữa thì uống thằng này. Dạ. Mình cho cái cộng đồng xã hội vậy đó. Cái nguồn mận là ở trong cái xã mình không hay sao, phường mình không hay sao sao không sao? Bây giờ cái phường mình nó nấu một ngày đó thì chú Sáu nấu cỡ đó nha. Dạ. Là bằng 1/1 tỷ của cái cồn này. Nấu hết. Dạ. Bây giờ nấu một ngày mà gần đây chắc có lẽ người ta tiếp tay với mình tên đầu tư vốn sẽ làm. Chắc gần đây có. Dạ. Như vậy là làm lò lớn để thu mua đây luôn. Dạ. Tại vì cái cồn mình nó mận, số lượng mận rất nhiều. Cái diện tích cái cồn này là 3.623 hecta, hơn 3/4 diện tích trồng mận. Dạ. Bây giờ sẽ 100% là trồng mận hết. Dạ. Gần 100% là trồng vì mận. Vì cái nguồn tiêu thụ ở đây nó rất là vững chắc và lâu dài. Vì con cái là mận á thì nó có trái gần như là quanh năm. Dạ. Cho nên nghĩa là hết đứa này tới đứa khác, dầu rằng có lúc thì nó mắc, có lúc thì nó rẻ. Mận ở đây là mận gì ông Sáu? Mận ở đây thì có hai loại, mận một là hồng đầu đá, hai là mận hăng phước. Hăng phước là gì? Ở đây là mận hồng đầu đá. Hồng đầu đá. Hai loại mận này thì mình cùng hòa nhau sản xuất được một loại rượu. Được. Dạ. Hoặc là mình để riêng cũng được. Nước ít, hàng này thì nước nhiều. Dạ. Đó. Gần đây chúng cháu làm nước ép đó. Dạ. Thì ông Sáu hiện nay là mình chỉ sản xuất rượu mận thôi, có nước ép trái cây rồi luôn không? Bây giờ nước ép chuẩn bị nghiên cứu. Chuẩn bị nghiên cứu. À, có nghĩa là cái thành công cái rượu mận thì thành công rồi. À, nãy giờ nghe ông Sáu giới thiệu rượu mận thôi, giờ cho con uống thử một tí đó, không có nhiều nói sai. Cái rượu này á, là rượu 17 độ, dạ, nó rượu nhẹ để dạ. Cho nữ. Còn cái rượu này á, thì nó nằm dạng trên 30. À, cho con uống rượu 17 độ trước nha ông Sáu. Bây giờ con uống 30 cũng được. Dạ. Cái rượu này nó uống khó sai, rồi sai mau tỉnh. Dạ. Không để cho dạ, hiệu vậy khô. Cho con thử tí. À, không để cho hiệu khô khổ khác dạ. Dạ rồi rồi. Đó, dạ. Cũng vậy nó mới tác dụng. Con mời ông Sáu uống trước đi. À, rồi, rồi. Dạ. À, hôm nay có dịp cùng uống rượu mặn với lại ông Sáu. Rồi, dạ. Một hồi cái nó ở con nè. Cái cảm giác nó nồng nồng. À, nồng nồng, ngọt ngọt. Sau khi uống xong nó lên một cái hơi men. Ừ. Hơi men của rượu nó lên tới cái lỗ mũi của mình. Và nó ngọt. Ừ. Nó không nồng như rượu gạo. À, nó không nồng, nó không gắt chỗ này. Dạ, nó không gắt chỗ này. Nó ấm ấm nó đi lên. Dạ, ông Sáu ơi, rượu mận ở đây á thì là ông Sáu chịu chủ yếu là sử dụng là chủ yếu là trái mận không hay là có hương vị gì khác không sao? Không có, bây giờ nói chung là bây giờ không có hương vị nào thọc vô được hết. Dạ. Bây giờ có nhiều người chú Sáu nấu ra cái rượu trắng này nè, mà có nhiều người bảo rằng mình phải pha màu thế nào để cho nó ẩn màu hồng. Dạ. Không được. Sao không muốn thọc gì quá chắc. Dạ. Còn cái rượu mà con không có pha cồn, con vậy là con quăng ra nó đóng mùi xương chân, đóng mùi xương. Còn cầu rượu có cồn lắng vô. Dạ. Ô, có cồn thì khi mà mình vũ một cái ly như thế này, ừ. Mình vũ ra thì nó sạch, còn không nó sẽ lắng lại những cái giọt nước li ti như thế này. À, không. Dạ. Không cồn. Dạ, không cồn nó lắng. Ở dạ. Nó đấm. Ồ, con uống rượu xong cái cảm giác nó bây giờ là nó nồng nồng mà nó thơm. Nó thơm lâu. Dạ mà nó cảm giác nó không nó rất là ngộ. Cô bác chị có thể là về đây một lần
cùng ngồi với ông Sáu thưởng thức một ly rượu, sau đó sẽ biết rượu mận của ông Sáu là như thế nào. Diễn tả không thì cũng không có được. Ông Sáu ơi, từ ngày mà ông bắt đầu cho đến khi mà ông thành công thì là đến thời điểm này là bao nhiêu năm ông Sáu? Năm 2006. Dạ. Thì bắt đầu nghiên cứu. Dạ. 2006 là đến nay là 2020 là 14 năm. 14 năm. Vậy thì cái giai đoạn mà từ lúc mà ông Sáu nhìn thấy một cái trái mận nằm ở dưới nước lên men được, đến giai đoạn mà ông Sáu nghiên cứu mà để cho ra xưởng là bao nhiêu lâu? Bây giờ cái trái mận đầu tiên mình lấy trái mận chín rửa sạch. Dạ. Rồi mình xay nhuyễn nó thành như cháo vậy đó. Dạ. Rồi mới gây men. Dạ. Mà trong khi đó mình làm tại sao năm 2006 tới năm 2012 mình không bán lít nào chứ? Dạ. Bởi vì mình cân đo đong đếm thế nào gọi là 20 độ, thế nào gọi là 30 độ. Cái công thức á. Dạ. Mình chuyển đổi. Như vậy là mình kiểm tra chất lượng thì ngon, kết quả đẹp nhưng cũng không được bị gắt. Dạ. Cho mận nên nó vị ngọt nhiều nó sẽ bị gắt. Không có cái, dạ, cái hương vị nó bị gắt, nó, dạ, hét, nó, dạ, khó uống. Còn, dạ, bây giờ nó đầm. Dạ. Và nguyên nhân á, là ở nơi chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng nó nói rượu quát là đúng, nhưng mà phải 10 năm, 15 năm sau rượu nó già lại nó mới đúng. Mà mình trong lúc đó 60 tuổi, nghiên cứu tới năm 2012 là 6 năm. Mà mình mới nói như để chờ mình nữa thì cuộc đời mình đâu còn gì hưởng. Là lúc đó 6 mấy tuổi rồi? 65 rồi. Dạ. 65, 66 rồi. Nếu mà chờ nữa thì chắc có lẽ tàn đời. Cho nên mình mới suy nghĩ không biết làm cách nào. Rồi mới kéo kỹ sư ở Việt Nam mình ở nước ngoài về. Rồi kỹ sư Việt Nam mình ở làm trong hàng thực phẩm của nhà nước về đây làm như vậy không hết gắt. Rồi bây giờ trung tâm khoa học ứng dụng tiến bộ của Cần Thơ đem cái máy lọc rượu lên gắt hét nhức đầu hết cũng không hết. Nhưng mà mình về mình suy nghĩ cái quyết định sau cùng. Cái này là bí quyết trời trời cho mình suy nghĩ. Mình làm một cái chuyện đó rồi là uống việc. Cái đó là bí quyết trong trong nhà nghề của mình. Bí quyết trong nghề nghiệp, cái đó là không không ai chỉ mà mình không cũng ai chỉ. Tự mình nghiên cứu mình ra. À, bởi mình nói như vậy nè, mình nói bây giờ giữa đây có giáo sư tiến sĩ ngành công nghệ thực phẩm. Nói thì mình nói nó hơi ngượng miệng. Bởi vì mình là nông dân hay lúa, đối với người ta là người ta quá vĩ đại khoa học mà, yeah, đâu có dám chê. Yeah. Nhưng mà Sáu khẳng định một cái, có những cái khoa học chưa dám nghĩ, chưa dám làm. Dạ. Mà Sáu dám nghĩ, dám làm. Dạ, con đồng ý hơn. Cho đó nên cái chỗ này nó mới lòi ra nè. Nó lòi ra. Bởi khi mình nói vấn đề khởi nghiệp đó, rồi mấy đứa sinh viên nó nói vậy. Bác Sáu, bác thì trình độ không lợi giáo sư tiến sĩ. Nhưng mà bác nói khởi nghiệp đó, bác nói khởi nghiệp rất là hay. Bởi vì bác nói thực tế. Đó là những cái lần bác đã trải qua rồi. À, trải qua rồi. Dạ. Rồi Sáu mới nói. Dạ. Đó cũng như nổi cái câu đó Sáu nè. Khởi nghiệp ta tìm việc mà làm, tìm hay mà học, tìm sai mà sửa, phải đầu tư trí tuệ, sức lực và tiền của, phải bền gan dũng chí, đạo đức thanh cao, mạnh mẽ, chịu đựng và lặng lẽ tiến hành. Nổi cái câu đó không là Sáu diễn giả ra, diễn tả ra cho một buổi chưa hết. Nổi nhiêu đó Sáu gom lại thành cái bố cục. Dạ. Thấy không? Còn bây giờ ừ, con thấy ở đây rất là nhiều những cái ừ, cái câu nói mà tâm huyết của ông. Ừ. Vậy từ đâu ông có những cái câu nói đó không Sáu? Cái này là tự nhiên mình làm rồi mình biết. Dạ. Chứ không ai dạy mình câu nói này. Dạ. Cũng như câu nói này nè, nghiên cứu thì những gì đúng hôm qua có thể không đúng hôm nay. Những gì đúng hôm nay có thể không đúng ngày mai. Mà những gì đúng ngày mai có thể không đúng hôm nay. Đừng sợ thay đổi đi đến mục đích. Có thất bại mới có thành công. Dạ. Mình làm mà mình biết ha, mình làm mình mới biết sáng tạo ra. Bởi nhà văn là gì? Nhà văn là trình độ không có cao nhưng mà họ đụng với thực tế. Dạ. Cũng như con là người suy tình. Dạ. Thì con viết bài thơ tình rất hay. Còn dạ, người khác không suy tình viết không được. Dạ đúng rồi. Dạ. Con thấy ở đây có hai biểu ngữ song ngữ, đó là tiếng Anh với tiếng Việt. Dạ, luôn. Tiếng Anh tiếng Việt. Dạ. Tiếng Anh tiếng Việt. Bởi vì mình là cái điểm tham quan cho châu Âu rồi. Dạ. Thành ra tiếng Anh là tiếng thông dụng quốc tế. Cái phòng của mình mở lâu chưa sao? Cái này thì gần đây thôi, gần đây chắc cũng khoảng chưa tới năm. Dạ. Bởi vì những cái người người ta biết mình và có tiếng có tâm rồi họ mới lại đây. Cũng như bây giờ mình nếu mà không sản phẩm mình là không tốt thì châu Âu đâu lại đây ký hợp đồng với mình. Dạ. Đó, bây giờ coi bằng khen cái sáng này. Bằng khen triển lãm quốc tế là có luôn. À, chút xíu nữa con sẽ quay hết một vòng cho mọi người xem. Là bằng khen, còn giấy phép là từ đây ở đó, giấy phép. Nói chung là giấy phép từ A chứ Z lên tới bộ. Cậu chỉ đại gọi hết. Ông Sáu có, ông Sáu ơi, bây giờ như thế này nè, hai ông cháu mình lại đây ngồi để cho ông Sáu đỡ mỏi chân. Con là một người người trẻ, nhưng giống như là gọi là tuổi của con thì giống như mới khởi nghiệp đi. Hay ông Sáu là mới khởi nghiệp trong làm ăn. Thì ông Sáu là một người mà khởi nghiệp rất là nhiều những cái công việc khác trước khi ông Sáu trở thành một gù mận Sáu Tia như ngày hôm nay. Vậy thì khởi nghiệp lúc 60 tuổi, vì
lúc 60 tuổi ông Sáu mới khởi nghiệp để làm của mận. Vậy thì cái đó nó đối với ông Sáu về cái tuổi tác, về cái thời gian, rồi khi mà khởi nghiệp nó có thành công có thất bại. Lúc đầu là thất bại, nhưng ông Sáu nó là kéo gù, nó bị gắt uống không được. Thì lúc đó cái tư tưởng của ông Sáu, những cái trong đầu của ông Sáu là suy nghĩ như thế nào? Suy nghĩ thế này nè, cái gì nó cũng có cái ưu cái điểm của nó hết trơn. Cho người ta phải bền gan vững chí, hay cố công mài sắt mò mẫm sẽ có ngày thành công. Có thất bại mới có thành công. Tại sao mà nó thất bại như vậy? Tại sao mình hiểu cái tại sao đó, mình gỡ cái tại sao đó. Thì trước sau gì cũng phải thành công thôi. Ông Sáu có thể là truyền cho tụi con, những cái bạn trẻ, những cái bạn sinh viên, một cái câu nào đó nó gọi là cho các bạn nó có một cái đam mê cực kỳ như giống như ông Sáu không? Sao không, cái đam mê mỗi người nó có cái đam mê, đam mê khác nhau, mỗi người có cái trí tuệ khác nhau. Có những cái câu khuyên nhủ nào cho bạn mình trẻ? Khuyên nhủ á, nó là làm cái gì nó cũng phải có đạt. Nhưng mà con phải nghĩa là bền gan vững chí, mò mẫm sưu tầm nó đi đến cái thành công. Còn nếu mà con không kiên trì nhẫn nại, con không chịu khó, không chịu cực thì không có đến dấu chân của người làm biến. Cái người làm biến không có đến dấu chân là thành công được. Thành ra phải nhắc nhở, và đồng thời đó mình phải tùy sức tùy tài, lượng vốn mình, chứ đừng có ỷ lại nói ta chưa thành công đi dai bạc, coi chừng sạt nghiệp. Có nghĩa còn là cái nghề nào hiện nay mà con làm ra thị trường đó, cái nghề sắp chia là ba tầm, tầm cỡ, tầm thường và tầm bậy. Cái tầm cỡ là gì? Tầm cỡ là người ta làm không được, con làm được. Sáu, tại sao Sáu lại suy nghĩ được cái hình hài của một cái bình rượu là một cái trái mận? Bây giờ Sáu hồi đó Sáu mê về rượu, thì khi vô siêu thị đó, Sáu mới tìm cái mẫu mã nào đẹp. Bởi vì chất lượng mình lo rồi, cũng như người con gái đẹp rồi mà phải ăn mặc đẹp nữa. Cho nên vô siêu thị thì Sáu lợi chỗ nghĩa là cái trưng bày rượu không. Vô đó nhắm nghía hãng này hộp kia, nhắm cái bao bì, nhưng mà cuối cùng mình mới suy nghĩ, mình là rượu trái cây mà nhúng vô cái này hoặc là vô cái chai này thì nó đâu có ý nghĩa, nó quá tầm thường. Nó quá tầm thường. Cho nên mình mới suy nghĩ, nếu rượu mận thì làm cái bao bì bên ngoài bằng trái mận để vô, nó mới thể hiện được cái chất lượng của nó và cái mẫu mã của nó. Rồi Sáu mới về, Sáu mới đem trái mận, Sáu chụp hình vô cái đĩa, Sáu mới chạy xe hai bánh ra gốm xứ Bình Dương, công trận dữ lắm. Ra ngoài thì tìm đoàn mình xứ lại quê người, tìm ta thấy toàn là lưu kiểu không à, lò gốm nhỏ nhỏ mình không biết. Cái thằng Honda ôm nó biểu mình, nó chỉ cho mình, cho 150 ngàn chấp nhận. Rồi lại đó mình mới lên một cái hình ảnh, rồi á bắt đầu á nó làm cái hình dốc cho mình là cái cỡ mấy, màu sắc cỡ mấy mà mình giữ ý, thì giữ ý làm cái khuôn rồi đặt một cái là phải 5.000 quả về vô một lò cùng một kích cỡ. Bây giờ con phải có từ 300 triệu mới đặt được lô này. Nặng lắm. Đây nè, Sáu nói cái lô đầu tiên phải nói ghê gớm. Cái này là ông Sáu phải đạp một cái chiếc xe hai bánh từ Cần Thơ đi đến Bình Dương để mà tìm du khuôn lò gốm để mà đặt được một cái trái mận giống như thế này. Tâm huyết, phải nói là cực kỳ tâm huyết cô bán của anh chị. Đầu tiên thì đây là hình hài của cái trái mận lần đầu tiên. Lần đầu tiên mình thấy nó không hợp. Một là nó bự, hai nó thô quá, nó xấu, mới làm lại cái kiểu khác, cái khuôn khác đó, rồi cái này bỏ không có xài, coi không được. Rồi làm bây giờ cùng một kích cỡ như thế là 5.000 cái khuôn đầu tiên là 5.000 mới là mẫu à? Mới là mẫu chứ chưa. Đó, rồi bây giờ mới làm lại cho nó vừa ý, đi 5 lần 7 lượt mới được thành công cái này. Cái bao bì, còn cái hình mà cái hộp Sáu làm đó, cái hộp đó, cái hàng mẫu, cái hộp, cái hình, có hình Sáu ghi trong đó. Hồi đó làm mấy chục triệu á, thành 5-7 ngàn hộp vậy đó. Mà về sau Sáu thấy cái xấu quá Sáu bỏ. Có giống chân nữ cao quá Sáu bỏ. Con thấy rồi. Cái mẫu lưu để lại cho biết cái cuộc đời mình. Ông Sáu từ cái khâu mà ông Sáu lên men ngủ rồi nấu rượu là đóng tem đồ là ông Sáu tự làm nhà hết. Ông Sáu cho con tham quan cái bình rượu, cái lò, những cái lò đây đây, cái lò phá kén là đây. Đi theo ông Sáu để vô tham quan luôn cái lò rượu của ông Sáu. Mình vô rượu, mình tự chế luôn. Con bước thiếu vô đi. Con đầy dứt ngoài kia rồi. Mình vô đây làm mình nên đóng cửa lại. Vô không mặc áo, mang khẩu trang. Nguyên tắc của nhà ta học bảo mình phải làm y vậy. Vô đây làm một mình, ngồi trong này, làm mình nên.
Cái này là cái nơi làm việc ông Sáu, để ông Sáu vô từng cái chai rượu. Cái chỗ này gọi là cái phòng chiết rượu. Dạ, chiết rượu ra. Phòng chiết rượu. Qua bộ phận lọc này rồi mới ra đó mới thành phẩm. Còn bên này là ở đó là định rượu nhưng mà uống được. Dạ. Qua đây rồi mới được. À, cái khi mà mình ra rượu là ra chiết rượu vô chiếc cái bình vô đây. Là đây. Cái bồn lớn này không sao? Bồn lớn. Dạ. Mình làm cái mức nó tới đâu vậy đó. Dạ. Thì vô và tới đó là cái trái là vừa. Ồ, đây là cái cũng mình tự chế để mình chiết ra, mình tự suy nghĩ tự chế. Suy nghĩ tự chế không? Tất cả cái gì cũng tự chế. Một cái bồn này là khoảng bao nhiêu lít không sao? 360 lít. Dạ. Bây giờ đầy rồi đó. Bây giờ chuẩn bị ra nữa. Dạ. Vậy là ban ngày ông Sáu đi này đi kia rồi đi sản phẩm rồi văn đêm thì tối ông Sáu mới làm. À không có, bây giờ thấy chị cũng có ngày nghỉ chứ. Dạ. Thấy chị ngày nào quẩn thì mình vô thùng sẵn vậy cái mình đi giao. Dạ. Cái này ông Sáu tự đi giao luôn hay tự đi giao? Tự đi giao luôn. Làm cái sàn nước thì tự đi giao. Khi ngồi giao té gãy xương mắt cá cũng cả tháng trời mới đi được. Ôi thôi, con quá phụng sáu từ cái khâu mà tự ủ, tự lên men rồi tự chiết rượu rồi tự đi mình giao luôn. Luôn. Bởi mình hồi giám đốc mình giới thiệu mấy cái đại hội lớn, tôi là Nguyễn Phú Tria, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một mình nên. Một mình nên. Chứ có một thành viên gì nữa. À, một mình nên là đó. Đi á, là ở nhà cân đo đong đếm nghiên cứu nấu cũng một mình, và đi vô ve cũng một mình, xúc ve cũng một mình, và đi giao cũng một mình. Đó, bây giờ cái này là chú đi giao là cái xe này này. Đó. Này à. Rồi mang thêm hôm đó làm vậy nó hơi hiu. Cái giờ mang thêm hai hộp để kia gắn đi đây hai hộp nữa, bên đây hai thùng, bên đây hai thùng. Trên này 4 thùng là 8 thùng. Dạ. Cảng hàng không nó đấy. Cái những cái thùng này là đầy đủ hết. Đầy đủ hết không sao? Rượu bây giờ bán lẻ ở đây đã lận 150.000 lít mà bây giờ còn trên 10.000 lít. Từ cái ngày mà mình ủ rượu cho đến ngày mình được thành chiết xuất ra rượu, là ủ mận cho đến chiết xuất ra rượu là khoảng nó có nhiều công đoạn lắm. Là nó khoảng thời gian đầu bao lâu không? Ra thành rượu là 5 ngày 5 đêm. Dạ. Rồi ra 5 ngày 5 đêm nó còn làm nữa, xử lý nữa. Dạ. Nó ba công đoạn. Rồi lọc cái này công đoạn nữa, lọc một ngày nữa nó mới được 360 lít. Dạ. Còn cái này con thấy đừng đi nóc ha, mà phải bịt vậy nè, nịch vậy nè, nó không đi nè. Còn con không nịch nó cũng vẫn chống hồi đi mà có ron trong đó. Dạ. Mà đi bây giờ đầy hết trơn. Đầy. Bởi năm nay đâu có nấu nữa. Quá trời nhiều luôn. Còn cái này giờ 3 năm nay là không có nấu con. 3 năm nay là không có nấu. Tại vì nó còn số lượng nó nhiều. Nó nấu quá. Là chụm rửa đít. Dạ. Mà con phải biết là trong cái khắp hèm nước rượu hèm lẫn lộn dạ. Là một hỗn hợp. Nếu con chụm mà lửa nhiều thì nghiên cứu lửa nhiều. Dạ. Không ngon. Mà lửa ít thì mình không ổn định được độ lửa. Dạ. Cho nên mới ngồi đây coi theo cái giọt rượu mà chụm lửa. Rồi sao mới đặt cái câu thơ. Nhìn xem rượu chảy từ từ, đứng lên ngồi xuống buồn cừ trong tâm, cố công mài sắc siêu tầm, chờ ngày kết quả thỏa lòng ước mong. Là lúc đó nghiên cứu. Dạ. Vì ngồi đây mà ngồi ra coi theo giọt rượu mà chụm nó ngủ gục qua, mới đứng lên đi tới đi lui để mà rồi trở lại coi rồi chụm thọt nhẹ. Rồi bây giờ qua lò hơi không chụm đít nữa, chụm bằng hơi. Rồi hơi nó qua rồi nó chỉnh cái độ lửa hơi đó, nó nóng độ mấy mươi độ là ra rượu điều ăn, khỏi cần phải mà chụm đương nhiều ít gì nữa. Dạ, nó tiến triển hơn. Sưu tầm đầu óc mỏi mòn, tuổi già sức yếu còn gì phải mong, tiếc thay tuổi trẻ ở không, tương lai bán rẻ đừng mong mà chờ. Cũng như tuổi con nó quá ngon. Dạ. Tuổi sáu quá muộn. Cái nghề thì đi lên mà cái tuổi đời đi xuống. Sáu năm nay một cái Tết thì năm nay hình năm rồi 72, 73 sống giật mình cái. Tôi sợ yếu rồi. Dạ. Rồi con cuộc đời con người ta cũng cái tới thời kỳ là phải đi thôi, phải yếu thôi, sanh bệnh lão tử. Dạ. Thì phải có rồi. Cái nghề của mình. Dạ. Còn con muốn con mạnh không ra coi, con mạnh cái mãi à, đi. Bùi Hồi tiếp tục đi theo chân của ông Sáu để ra tham quan cái vườn mận. Cái vườn mận này là diện tích bao nhiêu hectare không Sáu? À, mười mấy ngàn mét vuông. Dạ. Mười mấy ngàn mét vuông. Mà vườn nhà lưới vậy nè. Dạ. Không có xịt thuốc. Là dựng lưới đang cho không cho côn trùng nó côn trùng nó bay vô nó chích nó có dòi ở trong trái mận vậy đó. Ồ, khu này là hầm đào đá. Còn ngoài kia thì đây là mận đào đá. À, hồng đào đá. Hồng đào đá. Ừ. Quá nhiều luôn. Còn coi nó rụng vậy đó. Nó con coi trái kìa. Cái những cái trái mận này rụng mình bỏ hơn không đó. Dạ. Người ta kỹ người ta lượm ta đổ hết á. Vậy đó. Đây nè, nó thấy chưa? Cô anh chị thấy mận của ông Sáu nè, đó. Ô quá trời nhiều mận luôn. Đây nè.
nè. Thôi đi đoạn đường ngoài kia còn xa lắm. Xa lắm. Dạ. Xa thôi lắm, thì con tham quan đến bao nhiêu được rồi ông Sáu ơi? Cho con biết được rồi. Dạ. Rồi con chúc ông Sáu sức khỏe luôn. Đặc biệt là ông Sáu phải có sức khỏe và niềm đam mê giống vậy hoài luôn. Đi đâu ai cũng chúc sức khỏe Sáu nhiều lắm. Dạ. Bây giờ đi đâu bây giờ xuống Cần Thơ là giáo sư tiến sĩ không à? Gán giữ gìn sức khỏe chú Sáu, gán chú Sáu. Dạ. Dạ. Miễn mình đi chạy xe ra về chú giá cẩn thận xe nghe chú Sáu, thương lắm. Bây giờ mình tự hào lắm. Dạ.